trái chùm đó, chùm này chùm ba luôn nè. Nhánh này bốn trái, coi như là ăn xong đi luôn nhánh luôn rồi. Nhánh này cũng bốn trái. Rất đẹp. Rồi. Thẳng. Rất đẹp. Đấy, rất là đẹp. Cái này được phải bao nhiêu trái? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tháng 9, 10, 11, 12, 12 với 6, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44 trái. 44 trái. Rất là đẹp. Đây này. Cái này coi như là cây này là 91 luôn đó. Nó may một số trái nó hơi nhỏ. Cành này có xíu xíu mà 3 trái. Trái này không lớn nổi. Này xuống chắc hàng lò 2 rồi. Trái rất là đẹp. Trái này. Nhưng mùa này mưa nhiều cho nên là có một tình trạng cũng bị thối trái. Chùm này là 8 trái này. Bên cạnh này 8 trái. Này. Trái chùm đó, chùm này chùm 3 luôn nè. Nhánh này 4 trái, coi như là ăn xong đi luôn nhánh luôn rồi. Nhánh này cũng 4 trái. Rất đẹp. Rồi. Thẳng. Rất đẹp.